Em xin phép thầy ạ. Em xin chào các anh các chị ạ. Em tên là Hường ạ. Em sinh năm 91. Em có 8 năm kinh nghiệm về làm marketing. Thì trong quá trình làm marketing thì em cũng đã thử rất là nhiều sản phẩm khác nhau, từ thời trang, ăn uống, dịch vụ. Thế đến năm 2019 thì cái sức khỏe của em có đi xuống, thì em cũng mang bầu bạn thứ hai. Thì em về Quảng Ninh ở, thì lúc đấy em bắt đầu bén duyên với lại bất động sản. Thì em thấy xung quanh mọi người cũng cứ làm cho thuê homestay ạ. Thì em thấy là mọi người khá là vất vả trong cái việc là tìm kiếm khách hàng ấy. Mình lại thấy đối với mình tìm kiếm khách hàng lại quá là bình thường. Đấy là em tìm kiếm khách và em chỉ có ngồi nhà em kiếm khách, xong em đẩy cho các chủ căn hộ ở dưới khu vực dưới bãi cháy ạ. Thì cái năm 2019 ấy cũng chưa bị ảnh hưởng bởi dịch nhiều lên. Mọi người vẫn đi du lịch nhiều, nên là cái lúc đấy thì em thấy cái bắt đầu cũng có chút duyên với lại bất động sản là từ việc cho thuê. Đến cuối năm 2019 thì bắt đầu có dịch ảnh hưởng khá là nhiều đến cái lĩnh vực gọi là giống như chị Tâm ấy. Chị Tâm làm về du lịch thì cái việc cho thuê căn hộ đối với khách du lịch cũng là khá là khó khăn. Thì em bảo là nếu mà bây giờ mà cứ làm cho thuê như thế này thì cũng không ổn. Thế em mới bắt đầu tìm hiểu về bất động sản. Thì em có học cái lớp phễu của thầy là trí tuệ đầu tư ạ. Thì sau 5 ngày học thì em thấy nó quá hay, bất động sản quá hay. Thế là em quyết định là đi làm môi giới, đi làm môi giới bất động sản. Thì em mới lên trên cái thị trường ở trên Uông Bí ạ. Thì lúc đấy em dồn hết từ cái tiền cho thuê, lợi nhuận từ cho thuê rồi hoa hồng từ các dịch vụ đi kèm. Em dồn hết được khoảng 250 triệu em mang lên thị trường Uông Bí. Em đánh khoảng độ tầm từ tháng 3 cho đến tháng 6 cùng năm là năm 2020. Thì cũng kiếm được khoảng gần 5 tỷ ạ. Xong rồi là lúc đấy em quyết định là thôi, đăng ký học chính thức thầy. Thế là em học, và em thì em được cái là từ trước đến giờ ấy, thì học gọi là học văn hóa thì em hơi lười, nhưng mà đi học về kinh doanh thì em rất là thích. Thế là em ngồi đợi đủ 5 ngày để đăng ký lớp combo của thầy. Xong trong quá trình học thì em cũng hệ thống lại hóa tất cả những kiến thức của thầy, xong rồi cứ học đến đâu là em áp dụng luôn đến đấy. Đầu tiên là từ hệ thống lại cái phần cho thuê của mình, tăng cái số lượng cho thuê lên để mình có một cái thu nhập nó ổn định, gọi là có một cái bệ đỡ cho mình để mình có thể đi bất cứ đâu nhưng mà mình cũng không lo lắng về cái nguồn thu nhập của mình. Đấy là từ cái việc là cho thuê căn hộ đấy thì dòng thu nhập ổn định của em hiện nay, kể cả là có 2 năm vừa rồi có bị ảnh hưởng về dịch rất là nhiều, nhưng mà em có một cái nguồn thu là từ gọi là trừ hết chi phí đi thì em có một cái nguồn thu thụ động mà không phải làm một cái gì hết. Tất cả nhân viên của em đều làm theo đúng những cái quy trình mà em đưa ra, báo cáo những thứ hàng ngày. Thì cái nguồn thu đấy của em thì em cũng xin chia sẻ với mọi người là được từ 50 cho đến 70 triệu một tháng. Thì cái coi đấy gọi là một cái gửi tiết kiệm. Bây giờ thì nó đã có một cái gọi là cái bệ đỡ khá là chắc, thì em bắt đầu em cũng áp dụng tiếp những cái kiến thức của thầy mà đã truyền đạt lại. Thì em bắt đầu đi đánh các thị trường ở xa hơn. Thời gian đầu tức là em cũng đi nghiên cứu thị trường rất là nhiều, cũng một mình một xe, cứ đi dọc Quảng Ninh rồi dọc Hải Dương, Hải Phòng rồi Hòa Bình, Sơn La. Khu vực quanh Hà Nội ấy, bán kính cứ khoảng độ 150 cây là em cứ dành mỗi một tháng là em sẽ dành khoảng độ tầm từ 7 cho đến 15 ngày là để đi thị trường, nghiên cứu thị trường. Có tuần thì em đi 2 ngày nhưng có tuần em đi 4 ngày. Thế, sau khi nghiên cứu thị trường xong, nắm bắt tất cả giá cả vùng trũng và dựa vào cái tài chính của mình thì em bắt đầu em mới đầu tư, em mới xuống tiền. Thì xuống tiền thì sau cái lần mà đầu tư được ở Uông Bí đấy thì em mới lên trên Sóc Sơn. Sóc Sơn thì thời điểm em vào nó khá là chững, gần như là không có một cái lượng gọi là lượng giao dịch gì cả. Mà tất cả thông tin em tìm được thì nó rất là sợ, vì pháp lý thì không rõ ràng. Nhưng mà em nhớ mãi câu của thầy ấy là có một cái mà em rất hay đấy, cơ hội thường không rõ ràng, nhưng mà nó lại là cơ hội ngon. Nên là nó lại nằm ở cái việc là mình làm như thế nào. Thế là em lên Sóc Sơn thì em cũng làm được cái vụ đấy. Thì bây giờ cũng sau khoảng độ tầm 8 tháng đến 10 tháng thì em cũng ra gọi là còn khoảng độ 1/3 đất ở đấy thôi. Nhưng mà cái 1/3 đấy thì em muốn giữ lại. Vì trong những cái kiến thức mà thầy đưa thì em cũng gọi là cũng nghĩ khá là lớn. Đấy là cái lộ trình của em là sẽ đi lên đến thành công ty tập đoàn. Trong công ty tập đoàn sẽ có các công ty con phụ trách về các mảng. Có mảng khai thác dòng tiền trên bất động sản, mảng xây dựng những cái mô hình trên cái bất động sản đấy để sinh ra dòng tiền, tạo giá trị cho bất động sản và tạo công ăn việc làm cho những người dân ở cái khu vực có cái bất động sản đấy. Chứ không phải việc là mua đất đi và tăng giá lên xong rồi bán. Thực ra thì cái việc đấy rất là nhiều người làm rồi. Em cũng có thể làm được, nhưng mà suy nghĩ đến cùng ấy thì giống như thầy hỏi ạ, tiền nhiều để làm gì? Kiếm tiền để làm gì? Thì cái câu trả lời cho cái phần sứ mệnh ấy, thì đấy là cái mà em mong muốn khi mà gọi là đi tiếp con đường về bất động sản. Thì Sóc Sơn thì em cũng lãi được khoảng độ 30%. Nó cũng lãi khá ít vì cái phần pháp lý của nó không được rõ ràng lắm, mà nhiều thông tin thì cũng không được tốt. Nên là em cũng ra hàng chỉ giữ lại 1/3 là để em xác định là em sẽ gọi là khai thác dòng tiền trên bất động sản đấy. Vì tính đi tính lại quanh khu vực bán kính Hà Nội khoảng 30-40 cây ấy, thì chỉ còn Sóc Sơn là có một cái địa hình địa thế cũng khá là đẹp. Đấy, em xin hết cái phần chia sẻ của mình.